Tự hào, Việt Nam chính thức đạt top 4 những quốc gia xuất sắc nhất tại các cuộc thi sắc đẹp năm 2018. Việt Nam đã có một cuộc đại thắng tại các đấu trường nhan sắc trên thế giới trong năm 2018 với những thành tích vô cùng ấn tượng. Hờ Hen Ye, top 5 Miss Universe 2018, Phương Khánh đăng quang Miss Earth 2018, Minh Tú, top 10 Miss Supranational 2018, Bùi Phương Nga, top 10 Miss Grand International 2018, Tiểu Phi, top 30 Miss World 2018. Tất cả các thành tích này có được đều nhờ vào sự nỗ lực hết mình của các người đẹp khi chinh chiến tại các cuộc thi nhan sắc quốc tế và sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả quê nhà. Mới đây, một chương trình sắc đẹp quốc tế đã xếp Việt Nam vào vị trí thứ tư trong danh sách những quốc gia có màn thể hiện tốt nhất tại các cuộc thi sắc đẹp năm 2018. Điều đáng tự hào là chúng ta chỉ đứng sau các cường quốc sắc đẹp lâu đời trên thế giới như Philippines, Venezuela và vượt mặt cả Mexico, quốc gia có người đẹp đăng quang Hoa hậu Thế giới 2018. Có thể nói rằng đây chính là một bước tiến lớn, một tín hiệu quan trọng cho sự thăng hạng của nhan sắc Việt trên bản đồ nhan sắc quốc tế. Năm 2015, Việt Nam cũng đã từng lọt vào danh sách này, nhưng chỉ xếp ở vị trí thứ 8. Dẫn đầu là Philippines với các nhan sắc nổi bật. Xếp ngay sau Philippines là Venezuela, hai quốc gia này đều có đại diện đăng quang trong năm 2018. Theo chuyên trang này chia sẻ, thành tích của Việt Nam trong năm 2018 khá rực rỡ khi đất nước này đã giành được một danh hiệu Hoa hậu Trái đất bởi Phương Khánh trong đêm chung kết. Bên cạnh đó, quốc gia này đã cử đại diện tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới là Trần Tiểu Phi, nơi cô đã đạt vị trí của mình trong top 30. Bùi Phương Nga là diva xinh đẹp đại diện trong cuộc thi Miss Grand International, nơi cô bảo vệ vị trí của mình trong top 10. Hơn nữa, Nguyễn Minh Tú đại diện cho đất nước trong cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia, nơi cô được xếp vào top 10 và cũng là quốc gia đã gửi đại diện cho mình là Hờ Hen Ye đến Hoa hậu Hoàng Vũ. Và cuối cùng, cô được xếp vào top 5. Sau đó, Lê Âu Ngân Anh làm cho đất nước tự hào khi cô đại diện trong cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa, nơi kết thúc là Á hậu 4. Với những thành tích ấn tượng như vậy, không chỉ các fan sắc đẹp nước nhà mà còn cả các fan trên toàn thế giới đều mong chờ với các đại diện của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc trong năm 2019. Thiết nghĩ rằng đây không phải là áp lực cho các người đẹp thế hệ sau khi thi thố ở sân chơi quốc tế vì cái bóng của đàn chị, mà ngược lại họ sẽ được chú ý và trông chờ nhiều hơn. Hy vọng rằng các cô gái của Việt Nam trong năm 2019 sẽ tiếp tục giúp quê nhà duy trì và đột phá hơn nữa. Hello cuộc sống hiện tại của top 3 Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017 sau một năm đăng quang. Hờ Hen Ye đăng quang Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017 vào ngày 6 tháng 1 năm 2018. Là một trong những đại diện nhan sắc quốc gia, người đẹp trở thành khách mời danh dự của nhiều sự kiện lớn và luôn đầu tư trang phục chỉnh chu. Phong cách thời trang của cô được đánh giá thanh lịch, sang trọng. Trong suốt một năm đăng quang, Hờ Hen Ye có cuộc sống bình dị, không gây chú ý bằng những món hàng hiệu xa xỉ. Hoa hậu tâm sự, phương miện là thay đổi lớn nhất cuộc đời cô, giúp cách xê tăng gấp nhiều lần, nhưng không đồng nghĩa cô có cuộc sống giàu sang, xa hoa. Người đẹp chăm chỉ làm việc, tiết kiệm tiền giúp bố mẹ, trả nợ ở quê nhà và dành tiền trang trải cho cuộc thi Miss Universe. Làm hoa hậu, tôi vẫn miệt mài hoạt động, lo cho gia đình và tương lai sau này, cô bày tỏ. Dấu ấn lớn nhất của Hen Ye trong nhiệm kỳ chính là thành tích top 5 Miss Universe 2018. Lần đầu tiên Việt Nam đạt thành tích cao trong lịch sử tại đấu trường nhan sắc, được đánh giá là khắc nghiệt nhất nhì thế giới. Xuyên suốt cuộc thi, Hờ Hen Ye luôn thể hiện một hình ảnh đầy năng lượng, quyết tâm trong mọi hoạt động. Ngoài vị trí đầy tự hào, câu chuyện vừa khó, từ chối chuyện kết hôn năm 14 tuổi để theo đuổi ước mơ của Hen Ye còn truyền cảm hứng mạnh mẽ đến với bạn bè quốc tế sau cuộc thi. Đi lên từ khó khăn, Hờ Hen Ye luôn thấu hiểu và hướng tấm lòng đến những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Cô từng dành hết tiền thưởng làm từ thiện, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện trong suốt một năm nhiệm kỳ đầu tiên. Đại sứ nhân ái đồng hành cùng chương trình Nâng Bước Đến Trường, tham gia chương trình chăm sóc, thính lực cộng đồng tại Việt Nam 2018, đại sứ toàn cầu Room to Red. Với những hoạt động không ngừng nghỉ ấy, Hờ Hen Ye được vinh danh trong giải thưởng Ngôi sao vì cộng đồng. Cô cảm thấy vinh dự và mong muốn tiếp nối các dự án của mình ở quy mô rộng lớn hơn trong những năm tiếp theo. Trong một năm đăng quang, Hờ Hen Ye trở về nhà ăn mừng thành tích top 5 Miss Universe 2019. Người đẹp vẫn giữ nét giản dị, nụ cười rạng rỡ và khiến đông đảo khán giả nước nhà yêu mến bởi chính tâm hồn và nhân cách của mình. Hoàng Thùy, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017. Sau cuộc thi, cô khá im hơi lặng tiếng so với hai nhan sắc còn lại.
Thỉnh thoảng cô đảm nhận vai trò vedette trình diễn vì mối quan hệ thân thiết với nhà thiết kế. Hoàng Thùy nỗ lực tăng cân, giúp sở hữu vóc dáng gợi cảm hơn với số đo 82, 60, 94. Người đẹp quê Thanh Hóa cũng niềng răng, mong có được hàm răng hoàn hảo. Hoàng Thùy xây dựng hình ảnh một nữ hoàng sắc đẹp, khác với phong cách top model trước đây. Dự kiến cô sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2019, nhưng không cảm thấy áp lực trước vị trí mà Hồ Hên Nhê đạt được. Với tôi, Hồ Hên Nhê đóng vai trò như một ngọn cờ tiên phong, mở đường cho nhan sắc Việt tiến đến những nước cao hơn tại Miss Universe. Nhờ thành tích này, bạn bè thế giới sẽ biết đến Việt Nam nhiều hơn. Cô ấy truyền động lực rất lớn cho những người đi sau. Mô Thủy chia sẻ danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Hoàng Vũ, giúp cô có nhiều trải nghiệm mới mẻ so với công việc người mẫu trước đây. Cô trở thành gương mặt không thể thiếu ở các sự kiện và có phong cách thời trang biến hóa phù hợp. Mô Thủy vẫn duy trì hoạt động chụp ảnh, trình diễn thời trang nhưng hạn chế hơn trước đây. Mô Thủy đẩy mạnh hình ảnh tham gia các chương trình game show trên truyền hình. Ngoài ra, cô đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện hướng đến đối tượng sinh viên. Trong suốt một năm qua, top 3 Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017 chỉ hội ngộ duy nhất một lần khi trình diễn trong bộ sưu tập của Công Trí tại tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Hoa hậu Trái đất Phương Khánh lần đầu trải lòng đầy xúc động sau một loạt scandal. Sau khi trở về quê nhà với chiếc vương miện giành giá từ cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2018, ban đầu, Phương Khánh nhận được rất nhiều lời tán thưởng bởi cô đã giúp Việt Nam lần đầu tiên làm nên lịch sử tại đấu trường sắc đẹp này khi là người đầu tiên chiến thắng. Nhưng sau đó cô nàng lại vướng phải scandal mua giải, rồi từ đó kéo theo việc Phương Khánh bị tố vô ơn và phẫu thuật thẩm mỹ, khiến cho hình ảnh của Phương Khánh đối với một số khán giả chưa hiểu rõ câu chuyện trở nên không còn lung linh như trước nữa. Người đẹp những tưởng im lặng thì mọi chuyện sẽ lắng xuống, nhưng càng im lặng thì mọi chuyện lại càng bị đẩy đi quá xa. Và cho đến hôm nay, Phương Khánh đã chính thức trải lòng với công chúng trên trang cá nhân của mình. Phương Khánh đã bày tỏ chân thành về những gì cô nàng đã trải qua và đang đối diện. Khi tôi vừa đăng quang Miss Earth 2018, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi đã đem được niềm tự hào hai tiếng Việt Nam vang lên trên đấu trường nhan sắc thế giới. Những tưởng tôi có thể bắt tay vào thực hiện vai trò của mình và làm những điều có ích. Nhưng sau đó hàng loạt những thông tin một chiều về tôi, tố âm thầm mua giải cho tôi và bị tôi vô ơn, tôi vi phạm hợp đồng độc quyền, tố tôi phẫu thuật thẩm mỹ. Trước đây cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh trường học và chỉ biết cố gắng học để có thể làm việc lo cho gia đình. Nên các sự kiện, các sự việc thực sự khiến tôi gục ngã và bị sốc tâm lý nặng. Tôi chỉ muốn im lặng và buông bỏ tất cả. Khi đó tôi nghĩ tôi không làm điều gì sai, tôi đã đem vinh quang về cho đất nước nhưng không ai bảo vệ tôi. Mỗi ngày tôi không thể ngủ được, ngủ dậy là khóc và tóc thì rụng rất nhiều vì stress. Mỗi ngày tôi chỉ nhốt mình trong phòng và ngồi thẫn thờ ngoài ban công. Tuy phải chịu rất nhiều áp lực, nhưng cô gái của chúng ta vẫn không chấp nhận buông bỏ. Phương Khánh vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động có ích vì cộng đồng với danh hiệu mà cô đang mang. Người đẹp tham gia nhiều sự kiện để nói lên tiếng nói của mình về thông điệp bảo vệ môi trường. Lần gần đây nhất, Phương Khánh đã đến với quê hương Bến Tre để tham gia hoạt động tháng 3 biên giới nhằm kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng và 30 năm ngày biên phòng toàn dân. Bên cạnh áp lực về sứ mệnh trên vai của một đương kim hoa hậu Trái đất, cô nàng còn phải chịu áp lực từ bố rìu dư luận trong suốt thời gian vừa qua. Phương Khánh đã không ít lần khẳng định trước báo giới rằng về việc tôi bị nhiều người tố âm thầm mua giải cho tôi và tôi vô ơn, tôi có thể khẳng định rằng tôi đạt danh hiệu Miss Earth bằng chính năng lực của mình. Nếu ai đưa ra được bằng chứng đã âm thầm mua giải, thì tôi sẽ trả lại vương miện Miss Earth cho ban tổ chức. Việc tố tôi phẫu thuật thẩm mỹ, tôi chưa từng phủ nhận vì tôi có can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Trong cuộc thi Miss Earth nói riêng và các cuộc thi nhan sắc trên thế giới đều cho phép thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi chỉ mong có thể nói hết nỗi lòng của mình. Tôi nghĩ im lặng là sẽ tốt, nhưng đôi lúc tôi phải nói ra, điều gì lấy đi sự bình yên của mình thì nó quá đắt. Trước trải lòng vô cùng chân thành và xúc động của Phương Khánh trong từng câu chữ, rất nhiều khán giả đã chia sẻ nỗi niềm này với cô nàng và với niềm hy vọng rằng dư luận sẽ bớt khắt khe với một cô gái trẻ đang phải mang quá nhiều gánh nặng và áp lực. Có thể nói chinh chiến tại đất khách quê người khó một, nhưng chính sự tấn công từ khán giả quê nhà mới chính là điều làm Phương Khánh thêm nặng lòng.